Hello, xin chào các bạn đến với kênh Khương Sầu Riêng của mình. Hôm nay mình sẽ không làm một cái video về chuyên môn về cái chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh nữa. Hôm nay mình sẽ làm một cái video nói về những cái câu chuyện xảy ra xung quanh cái nghề kỹ thuật hình ảnh này. Mình hy vọng các bạn khi mà xem xong, nghe xong cái câu chuyện của mình đó, thì sẽ giúp cho các bạn có một năng lượng tích cực nào đó trong cái công việc mà mình làm nghề chuyên môn hình ảnh này nha. Thì cái câu chuyện này thì nó cũng xảy ra cũng khá là lâu rồi các bạn, nhưng mà mình cũng nhớ mãi tại vì nó gây một cái xúc tác mạnh cho mình không thể nào mình quên được. Đó là một câu chuyện giữa mình chụp cho một bệnh nhân nữ, và cái bệnh nhân này đã chụp một MRI rồi, nhưng mà ở một cái bệnh viện ở Đà Lạt, mà cái bệnh viện nào thì mình cũng không được nói tên, mình xin được không được nói tên ở đây nha. Thì cái câu chuyện là bệnh nhân á, thì bệnh nhân khi mà bệnh nhân đi chợ hay đi đâu á, mình cũng không nhớ rõ, nói chung là bệnh nhân có đi xe ô tô, thì bệnh nhân có đi ra ngoài chơi, mà khi đi về á thì trong quá trình mà xe nó đi trên đường đèo hay gì đó, mình cũng không biết nó dòng như thế nào á, thì khi mà tới nơi á thì bệnh nhân không có bước xuống xe được, thì cái chị bệnh nhân nó không bước xuống xe được, thì cái anh chồng á thì mới sẵn cái xe đó, rồi anh chồng chở cái chị đó đi tới bệnh viện luôn. Thì ở trên cái bệnh viện đó thì người ta chụp và điều trị, cũng chụp MRI và điều trị một tháng không có hết, thì anh chị mới quyết định là chuyển tuyến là xuống Sài Gòn này, thì chọn cái bệnh viện Hồng Y Sài Gòn này để tiếp tục cái điều trị cho chị. Thì ở trên đó thì người ta có chụp, cũng chụp cuộc sống thắt lưng, nhưng mà không biết lý do tại sao mà hai cái chân của chị á nó đi không được, nó bị tê hay sao á, chị chỉ nằm yên một chỗ thôi không có đi được. Thì ở trên đó người ta chẩn đoán là có những cái bệnh lý gì liên quan tới cái cột sống ở vùng lưng, người ta cho chụp cuộc sống thắt lưng, thì cũng không chụp ra thì hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Thì sau khi mà xuống bệnh viện này á, bệnh viện của mình á, để mà chụp và điều trị tiếp á, thì bác sĩ khám và cũng nói về tình trạng bệnh như nãy mình đã nói rồi đó, thì bác sĩ cho chụp cái MRI cũng cuộc sống thắt lưng luôn. Thì mình chụp xong rồi mình hội chẩn với bác sĩ chuẩn đoán hình ảnh đó, tại vì ca này rất là khó, tại vì ca này không phải khó gì, nhưng mà mình chụp không thấy tổn thương mà mình trả lại cho bệnh nhân thì cũng kỳ quá. Với lại mình chụp khi mà mình thấy bệnh nhân nó liệt như vậy mà mình chụp không thấy là cũng kỳ, nên là mình phải hội chẩn với bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Thì sau khi hội chẩn thì mình cũng làm thêm cái chụp thêm có xung colonoscopy á, hết cái vùng chậu cũng không thấy gì hết trơn. Thì mình cho kéo lên trên luôn, mình luôn chụp luôn cái ngực với cái cổ luôn, thì đâu biết được đâu bạn, khi mà chụp lên cái ngực á là thấy một cái u ở ngoài chụp á, nó đẩy vô nó gây ra chèn ép tủy, thì mình có thể là cái u này nó gây ra liệt ở chị đó đó. Thì mình mới gọi cho bác sĩ lâm sàng, thì bác sĩ lâm sàng mới đổi thêm cho thêm cái chỉ định chụp MRI cuộc sống ngực có thuốc. Thì sau khi mình chụp xong á thì bệnh nhân đã phát hiện bệnh và đã chữa được. Nhưng mà cái câu chuyện này á thì nó cũng giống như hàng ngày mình làm rồi, cũng không có gì mà quá ấn tượng lắm. Cái câu chuyện là cái mình thấy cái tình yêu, cái tình thương giữa hai cái vợ chồng này rất là gắn kết với nhau, gắn kết với nhau rất là tình cảm. Khi mà mình cho bệnh nhân ở ngoài á, cho bệnh nhân vô trong phòng á, thì mình khi mình sang cái giường quá, tại vì các bạn biết rồi, khi mà chụp MRI phải sang qua cái giường mà, chứ không phải là để cái giường cái băng ca như lúc đầu á. Thì khi qua sang qua thì cái anh chồng á, anh phụ mình với cô điều dưỡng á, phụ đưa chị qua, mà nói chung là chị cũng rất là mạnh mẽ, chị cũng không có khóc gì hết, nhưng mà xem mình không biết tại sao mà anh chồng á, cứ khi mà đưa qua chồng lại cũng hơi rưng rưng nước mắt, hơi cầm cả vừa đưa qua mà vừa so tay, vừa bóp tay, vừa cầm tay của người vợ của anh ấy á, thì mình thấy cái cảnh nó rất là xúc động, rất là cảm động luôn. Rồi mà khi mà mình chụp á, mình thấy cuộc sống ngực nó có vấn đề á, thì mình cứ nhờ nó kêu người nhà vô trong, kêu để mình cho thêm cái chỉ định chụp có ngực có thuốc cản từ với lại là tiêm thuốc, thì mình phải làm giấy tiêm thuốc cản từ á. Thì anh ấy càng ngày cũng càng lo lắng hơn, nhưng mà trên khuôn mặt của anh ấy thì mình cảm giác như anh ấy đã có một cái gì đó nó lé hơn tia hy vọng các bạn. Tại vì khi mà thấy được cái tổn thương hay là thấy một cái bệnh lý nguồn gốc nó rồi thì mình có thể có cách chữa được, chứ một tháng trời mình nằm ở trên Đà Lạt thì không có chữa được. Nên là trước đây thì anh cũng rất là hy vọng ở mình, thì mình cũng nhiệt tình giải thích cho ảnh là như thế này, nguy cơ lợi ích của cái thuốc cản từ này cho cái việc mình đánh giá được cái tổn thương của chị, để mình có thể có cái kế hoạch điều trị tiếp theo. Thì
Rồi ánh là một phần thôi, nhưng mà chị bên trong thì mình cũng vô trong mình giải thích cho chị, mình tiến hành cùng với chị điều dưỡng để mình đặt cái kim luôn á, để mình tiêm á. Thì khi mà vô trong á, mình nói cho chị, kêu chị ơi em thấy cái bệnh của chị rồi, nhưng mà mình phải làm thêm một công đoạn nữa là mình phải tiêm thuốc vô. Thì chị cũng cũng vừa mừng cũng vừa khóc luôn, tại vì chị nó kêu là chị thật sự chị cũng đi rất là nhiều nơi và chị cũng không không có biết được cái bệnh của mình, thà biết mà chữa chứ mà chữa được không được thì chuyện đó tính sau, nhưng mà chị muốn được đứng dậy và muốn được đi lại như người ta đó. Thì mình thấy mình cũng muốn thấy khuyên chị cũng cái này tụi em thấy bệnh rồi, nhưng mà chị phải hợp tác với tụi em, chị phải nằm im trong vòng khoảng tầm 20 phút nữa là xong rồi, nói chung là cũng nhanh lắm, không có gì hết đó. Thì cái tiến hành cái chương trình đó thì mình cứ chờ xong rồi mình chờ cho ra thôi. Mình hỗ trợ với bác sĩ trong đó là thì bác sĩ trong đó hình ảnh cũng ok, hình ảnh đạt chất lượng. Và sau khi mình cho ra thì mình thấy một cũng cũng như cái cảnh tượng lúc ban đầu á, thì mình thấy cái tình thương giữa hai vợ chồng rất là mình không biết, tại vì mình cũng chưa có gia đình, mình không có hiểu được cái tình cảm đó, nhưng mà mình thấy cái tình cảm đó rất là gắn kết, rất là sâu đậm, chứ không phải là yêu nhau bình thường đâu. Tại vì mình thấy có ai mà anh chồng mà anh nuôi vợ như vậy đâu, một tháng trời chăm lo từ ăn tới mặc, nói chung rất là nhiều thứ mà anh vẫn đi theo, vẫn vẫn chăm lo cho vợ. Thì mình đã nghĩ đó là một cái tình yêu đích thực á. Mình cũng hy vọng là sau này mình sẽ gặp được một cái người giống như cái anh đó, có nghĩa là có một tình yêu đích thực á. Đó là cái câu chuyện của mình. Thì mình thông qua cái câu chuyện này á, thì mình thấy được cái tình thương giữa những người và vợ và chồng với nhau, và những cái tình thương giữa những cái người nhân viên y tế với những bệnh nhân với nhau. Thì đó là cái câu chuyện mà mình muốn chia sẻ lại cho các bạn thôi. Cái câu chuyện này thì có thể là các bạn đã gặp rồi, gặp và gặp rất nhiều, tại vì cái câu chuyện này là thường xuyên xảy ra ở những cái bệnh viện đó. Mình hy vọng thì các bạn sẽ chia sẻ với mình những cái câu chuyện hay hơn ở bên dưới cái bài của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video của mình. Mình hy vọng các bạn sẽ nhấn nút like, share, đăng ký kênh mình để cái kênh của mình càng ngày càng lan rộng ra nhiều hơn, nhiều người được biết đến với kênh mình hơn và nhiều người được chia sẻ với kênh mình hơn. Mình xin cảm ơn.